Thanh Trang và Phúc Lộc chào đón quý vị đang đến với sản phẩm rất đặc biệt trong ngày hôm nay, trong chương trình cũng vô cùng đặc biệt, đó là chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay mà chúng tôi tư vấn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc nồi cơm điện tử có tính năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Micio. Vâng, trong khung giờ này thì quý vị hãy chuẩn bị chiếc điện thoại của mình vì cơ hội để quý vị là một trong những khách hàng may mắn được giảm trực tiếp 200.000 đồng. Giá chính hãng khi quý vị sở hữu chiếc nồi cơm điện tử này ở ngoài thị trường có giá là khoảng 990.000 đồng. Nhưng khi quý vị gọi điện thoại đặt hàng trên AZ Shop thì giá quý vị chỉ phải thanh toán đó là 790.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn gửi tặng cho quý vị hai món quà rất giá trị. Món quà đầu tiên đó là một bộ ráp giường rất là nhiều màu sắc hoa văn trang nhã, giúp cho quý vị có thể làm mới căn phòng ngủ nhà quý vị, có thể thay đổi bỏ chiếc ráp giường đã cũ kỹ nhiều ngày. Và món quà thứ hai đó là chúng tôi gửi tặng cho quý vị đó là một bộ dao 5 món giúp quý vị có thể sơ chế, cắt, thái thực phẩm một cách rất là tiện ích. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Micio, thiết kế kiểu dáng sang trọng, nắp nồi dạng gài chắc chắn, lòng nồi dày phủ lớp chống dính cao cấp an toàn. Mâm nhiệt thiết kế đặc biệt dạng cong, áp sát đáy nồi chuyên nhiệt nhanh giữ nhiệt lâu hơn. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Micio, đa năng tiện lợi hơn với 12 tính năng nấu. Với nồi cơm điện tử đa năng Micio, bạn dễ dàng nấu các món như cơm, hầm, hấp, chiên xào mà không cần các dụng cụ lỉnh kỉnh khác, tiết kiệm thời gian, không gian cho gia đình bạn. Sở hữu nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen chuyên dụng Micio với công thức gia nhiệt 3 chiều tạo nguồn nhiệt độ ổn định, thúc đẩy quá trình lên men tỏi nhanh và đều hơn. Chỉ cần bấm nút chọn chức năng làm tỏi đen, tất cả đều tự động lập trình, tự động ghi nhớ khi mất điện. Sau 12 ngày, bạn đã có những củ tỏi đen chất lượng cho mọi thành viên trong gia đình cùng thưởng thức. Mỗi ngày sử dụng 2-3 củ tỏi đen sẽ giúp bạn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, hạn chế tăng men gan, hỗ trợ và giải độc gan, hỗ trợ và phòng chống các loại bệnh ung thư, mỡ trong máu, tim mạch, tiêu hóa. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Micio. Giá chính hãng 990.000 đồng trong chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn. Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 giảm ngay 200.000 đồng. Giá hấp dẫn trên AZShop chỉ còn 790.000 đồng. Tặng thêm một bộ ráp trải giường hoa văn ngẫu nhiên và một bộ dao 5 món tiện dụng. Ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng. Hãy nhanh tay, đừng bỏ lỡ. Và các bạn, rõ ràng với những câu chuyện về nấu những bữa cơm ngon của người phụ nữ thì chả bao giờ hết cả, chả bao giờ dừng. Và điều đặc biệt là chúng ta phải tìm được một cái dụng cụ hỗ trợ tốt nhất cho người nội trợ, tiện lợi này, tiết kiệm thời gian và công sức quý vị nha. Và ngày hôm nay là với chiếc nồi cơm điện tử với 12 chức năng, và chúng ta có thể dễ dàng chỉ cần một nút nhấn là có ngay một nồi cơm ngon, có ngay một nồi hấp, một nồi hầm, hay là chúng ta có thể dễ dàng làm bánh hay là làm những cái món sữa chua, và đặc biệt là có thể làm tỏi đen ngay tại nhà của mình, tiết kiệm khoản chi phí. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, là nhu cầu nấu nướng trong gia đình thì không thể thiếu đó là một chiếc nồi cơm. Thế nhưng có rất là nhiều loại nồi cơm trên thị trường đang có, là nồi cơm cơ này. Thế nhưng mà nồi cơm điện tử tại sao lại chiếm một cái nhu cầu lớn trên thị trường, thậm chí là rất là nhiều người nội trợ chọn mua nồi cơm điện tử, là bởi vì tính đa năng và tính tiện dụng. Tính đa năng ở đây là có thể nấu được nhiều món với chiếc nồi cơm điện. Vâng, có thể thay thế trở thành những cái loại dụng cụ khác. Vì chiếc nồi cơm điện tử đến từ thương hiệu Micio thì có 12 tính năng để giúp cho quý vị có thể ngoài việc nấu cơm ra còn có thể nấu được nhiều món ăn khác. Đó là tính đa năng. Còn tính tiện dụng là khi chúng ta chỉ việc bỏ thực phẩm vào trong chiếc nồi cơm điện này và chúng ta có thể khởi động và với những tính năng cài đặt sẵn, hoặc chúng ta có thể hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt. Thậm chí chúng ta còn có một tính năng chuyên biệt, đó là tính năng làm tỏi đen. Thì sau 12 ngày thì chúng ta đã có thể có được một mẻ tỏi đen để sử dụng như là một cái thực phẩm chức năng để chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và điều trị những căn bệnh. Như quý vị cũng biết thì tỏi đen thì có rất là nhiều cái giá trị về dinh dưỡng cũng như là dược tính để có thể hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh. Nhưng trước mắt bây giờ thì chúng ta hãy đến với những tính năng nấu thực phẩm rất là thơm ngon và tiện ích quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, với nồi cơm điện tử Micio ngày hôm nay, nói về tính năng đầu tiên, trước hết là phải nấu được cơm ngon cái đã. Và thưa quý vị và các bạn, với một cái dung tích là 1.8 lít, nên chúng ta có thể nấu được một nồi cơm rất là nhiều, rất là đầy.
và từng hạt cơm một thanh trang sới đều tay thì quý vị thấy là không hề bị ướt, không hề bị nhão, cũng không hề bị khô quý vị nha. Và đặc biệt nữa là lòng nồi chống dính đó, ngay cả khi mà thanh trang sới ở bên thành nồi quý vị thấy là không hề bị bám dính chút xíu nào cả. Điều đó cũng có nghĩa rằng là mình vệ sinh cũng rất là dễ dàng quý vị nha. Đấy, từng hạt cơm tơi xốp và bốc khói lên nghi ngút như thế này để đảm bảo rằng là chúng ta ăn một cái nồi cơm rất là thơm ngon, rất là dẻo và bên cạnh đó là giữ được chất dinh dưỡng của gạo nữa quý vị nha. Chúng ta chỉ cần vo gạo và chúng ta rửa sạch sẽ và chúng ta đổ nước với cái mực nước cần thiết và chúng ta bỏ vào bên trong nồi và chỉ cần một nút nhấn thôi là sau một khoảng thời gian mặc định là chúng ta đã có ngay được một nồi cơm rất là thơm ngon và hấp dẫn. Vâng. Và như chúng tôi đã nói đến cái sự đa năng, tiện lợi thì ngay bây giờ đây Thanh Trang phải chia sẻ ngay với quý vị là với nồi cơm điện tử Misio ngày hôm nay không chỉ nấu cơm mà bên cạnh đó chúng ta có thể chiên. Với dung tích là 1.8L chúng ta có thể dễ dàng chiên được cả một con cá với một cái khối lượng lớn như thế này. Và thêm nữa là lòng nồi rất là cao, thành nồi cao nên là không có sợ văng vắn cái tình trạng mà dầu văng vắn ra ngoài. Một mức giá rất là hợp lý, chỉ có 790.000 đồng mà thôi quý vị đã có cơ hội sở hữu được chiếc nồi cơm điện tử có tính năng làm tỏi đen quý vị nhé. Vậy thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để sở hữu ngay chiếc nồi cơm điện tử này. Vì nồi cơm điện tử nếu như mà quý vị mua ở bên ngoài thị trường, mức giá rất cao, có thể lên đến hơn 1 triệu đồng, thậm chí 2 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay trong chương trình này chỉ có trên AZShop mà thôi. Nói đến sự đa năng của chiếc nồi cơm điện tử Misio thì Thanh Trang vừa trình diễn đó là nấu cơm rất dẻo, rất ngon, không bị nát, không bị khô, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì Phúc Lộc xin được chia sẻ là Phúc Lộc sử dụng chiếc nồi cơm điện tử Misio này để thay cho một chiếc nồi áp suất nấu ra món canh là sườn hầm rau củ rất là thơm ngon. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem. Đây, quý vị có thể thấy là lượng nước cũng như là lượng thực phẩm ở trong nồi rất nhiều với dung tích lên đến 1,8 lít. Cho nên quý vị có thể thấy là với một cái lượng canh mà nấu như thế này thì chúng ta có thể phục vụ được từ 6 cho đến 8 người ăn. Yeah. Thậm chí chúng ta nấu một lần thì chúng ta cũng có thể chia ra hai buổi, buổi sáng và buổi chiều, đúng không ạ? Và sau khi mà đã nồi canh đã có sườn rồi thì rau củ như khoai tây, cà rốt đã sơ chế xong thì chúng ta chỉ việc đưa vào trong nồi và chúng ta hẹn giờ, hẹn chế độ, cài đặt nhiệt độ và cài đặt chức năng hầm. Sau đó thì sau một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta đã có một nồi canh rất là thơm ngon như thế này. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đây, rau củ thì rất là đẹp mắt, giữ được cái màu sắc đẹp, không bị nát nhưng lại rất nhừ. Thế còn đối với lại sườn thì sao? Đây, quý vị có thể dễ dàng quan sát, đúng không ạ? Sườn thì cũng rất là nhừ, khoai tây cũng như rau củ thì không có bị nát. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem là độ nhừ được hầm trong chiếc nồi cơm điện tử này như thế nào quý vị nhé. Đây, rất là nhừ. Đây, quý vị có thể thấy, đúng không ạ? Vâng. Nhừ tươm luôn. Đó, mà thay vì chúng ta phải sử dụng một chiếc nồi áp suất rất là đắt tiền và đôi khi lại chiếm nhiều diện tích không gian nhà bếp nhỉ quý vị, tại vì có quá nhiều những cái dụng cụ trong nhà bếp. Và ngày hôm nay là quý vị chỉ việc sử dụng chiếc nồi cơm điện tử với 12 tính năng, với tính năng hầm là quý vị có thể thay được một chiếc nồi áp suất để hầm ra những mẻ sườn rồi thì rau củ rất là thơm ngon như thế này. Đấy, rất là dễ dàng. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Misio, thiết kế kiểu dáng sang trọng, nắp nồi dạng gài chắc chắn, lòng nồi dày phủ lớp chống dính cao cấp an toàn. Mâm nhiệt thiết kế đặc biệt dạng cong, áp sát đáy nồi chuyên nhiệt nhanh giữ nhiệt lâu hơn. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Misio, đa năng tiện lợi hầm với 12 tính năng nấu. Với nồi cơm điện tử đa năng Misio, bạn dễ dàng nấu các món như cơm, hầm, hấp, chiên xào mà không cần các dụng cụ lỉnh kỉnh khác, tiết kiệm thời gian, không gian cho gia đình bạn. Sở hữu nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen chuyên dụng Misio với công thức gia nhiệt 3 chiều tạo nguồn nhiệt độ ổn định thúc đẩy quá trình lên men tỏi nhanh và đều hơn. Chỉ cần bấm nút chọn chức năng làm tỏi đen, tất cả đều tự động lập trình, tự động ghi nhớ khi mất điện. Sau 12 ngày, bạn đã có những củ tỏi đen chất lượng cho mọi thành viên trong gia đình cùng thưởng thức. Mỗi ngày sử dụng 2-3 củ tỏi đen sẽ giúp bạn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, hạn chế tăng men gan, hỗ trợ và giải độc gan, hỗ trợ và phòng chống các loại bệnh ung thư, mỡ trong máu, tim mạch, tiêu hóa. Nồi cơm điện tử đa năng có chức năng làm tỏi đen Misio. Giá chính hãng 990.000 đồng trong chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn. Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 giảm ngay 200.000 đồng. Giá hấp dẫn trên AZShop chỉ còn 790.000 đồng.
tặng thêm một bộ ráp trải giường hoa văn ngẫu nhiên và một bộ dao 5 món tiện dụng. Ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng, hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ. Với một tính năng đặc biệt và đây cũng là điểm cộng của sản phẩm mà Phúc Lộc rất thích cái chiếc nồi cơm điện tử đến từ thương hiệu Micio, đó là có hẳn một tính năng, đây quý vị có thể dễ dàng quan sát, đó là tính năng làm tỏi đen. Quý vị có thể làm tỏi đen ở một chiếc máy làm tỏi đen, hay quý vị cũng có thể làm bằng chiếc nồi cơm điện ở gia đình. Thế nhưng với chiếc nồi cơm điện tử đa năng đến từ thương hiệu Micio thì có hẳn một tính năng, đó là tính năng làm tỏi đen. Quý vị có thể dễ dàng quan sát thấy. Vâng, sau 12 ngày thì quý vị có được một mẻ tỏi đen đúng điệu và đạt tiêu chuẩn. Và việc khi quý vị sở hữu chiếc nồi, rồi sau khi chúng ta đã trải đều tỏi trên cái khay mà chúng tôi tặng kèm cho quý vị, rồi chúng ta chỉ việc cho vào trong lòng nồi, rồi đậy lắp lòng nồi lại, chúng ta chọn tính năng menu. Vâng, tính năng menu, chọn đến tính năng là làm tỏi. Đó, quý vị thấy là đèn đỏ được nhấp nháy sáng và chúng ta chọn nước start. Rồi, quy trình đếm ngược thời gian 12 ngày đã được khởi động và công việc còn lại của chúng ta là chỉ có duy trì cái nguồn điện được ổn định. Sau 12 ngày thì quý vị có được một mẻ tỏi đen. Và Phúc Lộc cũng xin lưu ý quý vị là nếu như tỏi ở ngoài thị trường thì có rất là nhiều loại, có củ to, củ nhỏ, rồi thì củ đã phơi khô hoặc là củ còn tươi. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta sau 12 ngày mà chúng ta kiểm tra mà tỏi chưa hoàn thành thì chúng ta chỉ việc là chọn thêm một lần nữa và chờ đợi thêm 1-2 ngày thì mẻ tỏi sẽ thành công quý vị nhé. Và như vậy là chúng ta đã có được một mẻ tỏi đen để sử dụng thay cho là cái nguồn thực phẩm chức năng để hỗ trợ bổ sung, thậm chí còn có thể điều trị được một vài căn bệnh với tính năng tỏi đen rất là tốt quý vị ạ. Vâng, kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn, cơ hội mua sắm vàng dành cho tất cả mọi người đang theo dõi trong chương trình này trên AZ Shop. Khi sở hữu chiếc nồi cơm điện tử 12 tính năng còn có thêm tính năng làm tỏi đen, ta quý vị chỉ phải thanh toán đó là 790.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, quý vị còn được tặng kèm một bộ ráp giường rất là nhiều màu sắc hoa văn trang nhã, giúp cho quý vị có thể làm mới căn phòng ngủ nhà quý vị, có thể thay đổi bỏ chiếc ráp giường đã cũ kỹ nhiều ngày. Và món quà thứ hai đó là chúng tôi gửi tặng cho quý vị, đó là một bộ dao 5 món giúp quý vị có thể sơ chế, cắt, thái thực phẩm một cách rất là tiện ích. Cơ hội mua sắm vàng đã đến, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc đang thể hiện trên màn hình quý vị nhé. Cơ hội mua sắm tiết kiệm dành cho quý vị khách hàng của AZ Shop đã đến rồi, mình phải nắm bắt cơ hội ngay thôi quý vị ơi. Sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng đều có giới hạn cả. Chính vì vậy mà quý vị đừng bỏ lỡ quý vị nhé. Cách chúng tôi một cuộc gọi duy nhất mà thôi quý vị ạ. À. Và thưa tất cả quý vị, với nồi cơm điện tử Micio, một thương hiệu đã quá quen thuộc với khách hàng và cũng rất là uy tín. Và cái điều đặc biệt là với nồi cơm điện tử Micio ngày hôm nay với 12 chức năng thì chúng ta có thể nấu cơm ngon và bên cạnh đó là có thể nấu được một cái món ăn mà người nội trợ, đặc biệt là những người ăn kiêu hoặc là người lớn tuổi rất là thích, đó chính là món cơm gạo lứt. Và rõ ràng quý vị thấy với một nồi cơm điện thông thường thì chắc chắn là chúng ta không thể nào thực hiện được nồi cơm gạo lứt thơm ngon tơi xốp đâu quý vị nha. Dễ dàng rất dễ bị sống nè, rồi không chín nè, rồi nhiều khi bị nhão chỗ này nè, rồi bị khô chỗ kia. Nhưng với nồi cơm điện tử Micio quý vị ơi, mâm nhiệt rất là lớn, gia nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều. Chính vì vậy mà từng hạt cơm tơi xốp quý vị nha. Và điều đặc biệt nữa là lòng nồi chống dính quý vị ơi. Dung tích tới 1.8 lít chúng ta nấu được cả một cái nồi cơm gạo lứt thơm ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng như thế này. Vậy thì ngay lúc này đây hãy mua ngay nồi cơm điện tử Micio quý vị nhé. Rất tiện ích, rất đa năng quý vị ạ. Và thêm nữa nói về cái sự đa năng thì cũng chỉ cần một nút nhấn thôi là chúng ta sẽ có ngay được, đó chính là một món cá rất là hấp dẫn mà là cá kho nha quý vị nha. Wow, wow. Khói bốc lên nghi ngút thơm phức quý vị ạ. À. Giờ đây chúng ta không sợ tốn ga, chúng ta không sợ tốn điện, chúng ta không cần phải đứng bếp hàng giờ rất là nóng nực quý vị ơi. Vâng, để căn chỉnh. Đúng rồi, những việc quý vị làm là sao ạ? Chuẩn bị nguyên liệu quý vị nhé. Sau đó chúng ta bỏ tất cả những nguyên liệu cá nè, thơm nè, rồi bên cạnh đó các loại rau củ quả vào bên trong nồi mà thôi. Một nút nhấn duy nhất, dạ, là mình có ngay được một nồi cá kho rất là thơm phức luôn quý vị ơi. Và cái điều đặc biệt là kho cá không bị nát quý vị nha. Vâng, thật là tuyệt vời, kho cá không bị nát. Vậy thì đối với những người đàn ông vụng về hay là những người mà không nấu ăn không có được chiên, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì chúng ta có một cái công cụ để có thể chế biến ra những món ngon, đặc biệt là những món khó như là món
rau củ hầm với lại xương này, tốn rất là nhiều công sức, thậm chí là món cá kho tộ hoặc là cá kho thơm giống như là Thanh Trang vừa chia sẻ. Vì chúng ta cần lắm có một dụng cụ để giúp hỗ trợ cho chúng ta chế biến ra những món ngon. Còn nguyên liệu thì có thể mua được ở đâu cũng có, mua ngoài chợ, mua trong siêu thị. Thế nhưng mà để nấu được ra món ăn ngon thì chúng ta cần có một công cụ. Công cụ đó chính là chiếc nồi cơm điện tử 12 tính năng đến từ thương hiệu Michio. Còn có thêm những tính năng như là làm bánh này, rồi thì làm sữa chua này, rồi thì hâm sữa này. Đấy, vậy thì rõ ràng là đáp ứng mọi nhu cầu trong gia đình nhà chúng ta, từ là người già đến trẻ nhỏ, chúng ta đều có thể sử dụng chiếc nồi cơm điện tử đa năng 12 tính năng này. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, ngay sau đây thì Phúc Lộc xin được giới thiệu món bánh bông lan mà Phúc Lộc làm bằng chiếc nồi cơm điện tử đa năng đến từ thương hiệu Michio quý vị nhé. Và bây giờ thì sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu bột thì Phúc Lộc cũng chỉ việc đổ vào trong nồi và khởi động tính năng làm bánh. Sau một khoảng thời gian ngắn thì quý vị có thể quan sát bằng mắt thường thấy là bánh rất là phồng tốt, rất là ngon. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Phúc Lộc là sẽ lấy bánh ra đĩa và sau đó chúng ta sẽ cắt ra thử xem là bánh có ngon hay không quý vị nhé. Vâng, trước tiên là Phúc Lộc xin được sử dụng đĩa. Rồi, đây, wow. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy thơm là bánh rất là thơm ngon và màu sắc rất là đẹp, không thua gì ở ngoài tiệm làm bánh chuyên nghiệp cả, đúng không ạ? Thực sự là ở nhà thì làm rất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đúng vậy, tức là quý vị có thể căn được cái khẩu vị đúng của rồi. Những người trong gia đình nhà mình. Đó, quý vị có thể dễ dàng quan sát thấy màu bánh rất là đẹp, rất là xốp, đúng không ạ? Rất là thơm ngon. Và Phúc Lộc có thể cảm nhận được rằng là với ổ bánh này thì không thua kém gì đối với lại những loại bánh bông lan mà chúng ta mua ở ngoài tiệm. Phúc Lộc không phải là người làm bánh chuyên nghiệp đâu, quý vị thấy đúng không ạ? Chỉ việc là Phúc Lộc trộn bột lên rồi đổ vào và khởi động tính năng làm bánh lên của chiếc nồi cơm điện tử đến từ thương hiệu Michio có tính năng làm bánh. Đấy, vậy thì Phúc Lộc đã có được một ổ bánh tráng miệng cho gia đình mình, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa phù hợp với khẩu vị của những thành viên trong gia đình nhà mình. Vậy thì ngay tại thời điểm này, thời gian đã trôi qua rất nhanh đến những giây phút cuối cùng của chương trình khuyến mãi khủng giảm giá đụng sàn rồi. Và chương trình này thì Phúc Lộc lưu ý là quý vị có cơ hội được giảm trực tiếp 200.000 đồng vì giá chính hãng khi quý vị sở hữu chiếc nồi cơm điện tử đa năng này á là có giá là 990.000 đồng quý vị nhé. Vâng, một mức giá rất cao, nhưng ngay tại thời điểm này chỉ còn ít phút thôi vẫn còn kịp để quý vị sở hữu chiếc nồi cơm điện tử này tiết kiệm lên đến 200.000 đồng. Giá quý vị chỉ phải thanh toán đó là 790.000 đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi gửi tặng cho quý vị hai món quà. Món quà đầu tiên đó là bộ wrap giường với nhiều màu sắc rất là đẹp, giúp cho quý vị có thể trang hoàng chiếc phòng ngủ của mình lại được đẹp hơn. Món quà thứ hai đó là bộ dao đa năng với 5 món giúp quý vị có thể sơ chế thực phẩm để làm ra những món ngon mỗi ngày và giúp cho quý vị có được một cái bộ dụng cụ để có thể cắt tỉa rau củ được đẹp hơn, để bày trí đẹp hơn cho món ăn gia đình nhà mình. Dạ vâng, thưa tất cả quý vị, một dòng sản phẩm quá là tiện ích đối với người nội trợ quý vị nha. Giảm thiểu tối đa công sức của người nội trợ và chắc chắn là sẽ tạo nhiều niềm vui để chúng ta thực hiện được những món cơm, những món canh hay những món kho thơm ngon hấp dẫn nhờ vào nồi cơm điện đến từ thương hiệu Michio. Hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài của Azishop chúng tôi ngay lúc này quý vị ơi. Số lượng sản phẩm chính và quà tặng rất có giới hạn thôi quý vị ạ. Phải nắm bắt cơ hội mua sắm rất tiết kiệm và không đâu rẻ hơn trên Azishop đâu quý vị ạ. Cách chúng tôi một cuộc gọi duy nhất, hãy ngồi tại nhà, gọi về số tổng đài quen thuộc 02838969898 hoặc một cách khác quý vị có thể truy cập vào website azishop.net.vn đặt hàng trực tuyến quý vị nha. Nói tới đây, Thanh Trang, Phúc Lộc cảm ơn tất cả quý vị, hy vọng rằng đây là dòng sản phẩm rất là thiết thực và sẽ đồng hành trong mỗi không gian bếp nhà người nội trợ quý vị nhé. Không gian bếp sẽ trở nên tươm tất hơn, chu đáo hơn với tất cả các thành viên trong gia đình của mình với bữa cơm ngon quý vị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.